Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra hái tất cả số nho vào trong cái rổ này nha các bạn. Không biết nho năm nay có nhiều hơn năm ngoái không? Gió lắc nhiều quá, rụng hết trơn hoa rồi ra cũng ít. Thì sẽ hái nha, ngày mai, ngày mốt, ngày kế tiếp là mưa liên tục. Cho nên mình canh, mình sẽ hái chứ không thôi để mưa nó rụng hư hết nha. Bây giờ mời các bạn và các em nhỏ theo dõi mình hái từng trái nho nha. Các bạn thấy chùm nho dễ thương chưa? Bây giờ mình sẽ hái chùm này nha. Wow! Đã chưa các bạn ơi? Công trồng một năm trời bây giờ được hái rồi. Đó, bỏ vô cái rổ nha. Ngon quá ha. Tí nữa sẽ ăn thử đó. Nho tươi rất là ngon. Rồi tiếp tục. Hái lại lên chứ không thôi trời sụp tối là coi như hết hái. Nguyên cái chùm chỗ này nè. Cái nho này. Làm sao để thấy rõ đây? Đó, vậy ha, hai chùm này mình sẽ hái, không có ai dịnh cho mình hái ha. Gió quá các bạn, nhìn gió nè. Đó, trời cũng đang lạnh lạnh. Đó, cái chùm này nữa nè, hái luôn nha. Nhìn chùm nho thấy hấp dẫn quá chùm luôn á. Chút nữa vô ăn chắc ngon lắm ha. Wow, chùm thứ hai này các bạn. Ai mà hái nho đi ra trời tối thui, tối mò mới ra hái. Đó, không biết các bạn thấy rõ không nữa. Đó, được hai chùm có con nhện nè. Hái nho lúc nào còn có con nhện hết trơn á. Còn nữa không? Chùm này ha. Chùm này nhỏ nhỏ ok nè. Thấy rõ chưa? Trời tối quá các bạn ơi, bây giờ quay không thấy được nữa. Mình quay mình ráng cho thấy được chùm nho cũng khó quá chừng thôi. Chắc ngày mai sáng sớm dậy ra hái đi ha. Giờ tới thui không có thấy gì hết trơn. Hái đỡ hai chùm ăn đỡ đi các bạn. Nho chưa gì á, mới hái có một chùm thôi là đã thấy tối rồi. Hái hai chùm đã thấy tối thui rồi các bạn ơi. Thôi ra đây thì trời vẫn còn sáng nè. Trời nè. Đó, nó âm u, nó kéo như vậy tới. Bây giờ cái dàn nho tối thui luôn, quay không thấy gì hết. Cho nên mình phải vô nhà thôi các bạn ơi. Từ sáng đến giờ thì không có rảnh để ra hái. Tới tối ra hái thì trời không còn ánh sáng để mà quay. Đó, các bạn thấy mưa lớn không? Mới hái được một chùm nho thôi. Trời tối thui, xám xịt xuống bắt đầu mưa. Đây, được chùm nho các bạn ăn ha. Các bạn cùng ăn nha. Đó, bây giờ đến mình. Tươi, ngon. Nho này không có hột, ăn rất là ngon. Trái nhỏ nhỏ mà ngon lắm. Không ngọt quá mà không chua quá. Vừa ăn. Ngọt khoảng 80%, 20% là chua. Rất là dễ ăn các bạn, ngon. Mình trồng cái gì nó cũng ngon vậy. Chắc sang năm cái vườn nhà mình ngoài sau chắc hết chỗ đi các bạn ơi. Trồng cây cối lên hết chỗ đi luôn á, chặt cứng luôn. Năm nay mấy đứa con mình không hái nho được nữa, tại vì nho nó cao quá. Đó. Ngon thiệt đó. Tay mình mất cầm mấy quay phim nha. Thôi mình cầm một tay mình ăn. Hấp dẫn. Trồng nho ăn tuyệt vời nha các bạn. Wow. Còn mười mấy, hai chục chùm ở ngoài á, không biết phải không nữa. Hmm.
ngon quá. Cái vỏ của nó giòn giòn, ở trong nho nó ăn vừa vừa ăn đó, nói chung ăn rất là ngon. Còn ba trái nè. Ngon quá các bạn. Hôm nay đáng lẽ ra hái được nhiều trái cây lắm mà trời mưa, phải bỏ chạy thôi các bạn. Đó, còn cái rổ không thôi. Có nhiều thứ hôm nay để hái lắm nha. Cà chua, rồi bí ngồi, rồi đủ thứ hết trơn á. Cuối cùng có được có 2 trái nho. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn cua tuyết nha các bạn. Đi ra chợ thấy bán cua rẻ rẻ mà ngon, cho nên mình mua về ăn nha. Đó. Ok, giờ ăn ha. Về nè. Về gỡ đi. Bạn muốn nè. Bạn muốn kìa. Đây mẹ cắt kìa. Rồi bây giờ bắt đầu ăn các bạn. Cắt cái càng này ra. Oh, chưa làm muối tiêu nữa. Để làm muối tiêu với đỡ các bạn. Bác sao làm luôn. Nè, vặn vặn đi. Về về về. Dĩnh tôi cho em vặn đó. Đó. Rồi các bạn. Xay tiêu bỏ vô trong này. Đó, rồi nặn vô miếng chanh ha. Ở trong này đã có muối sẵn rồi. Chưa làm muối tiêu mà ăn. Vì miếng này nè, miếng này. Đó, hai đứa con gái mình làm muối tiêu. Che mặt mẹ rồi không thấy gì chứ. Đó, đứa nặn chanh, đứa giận tiêu ha. Chuẩn bị ăn cua đây. Đó, ra chợ thấy cua bây giờ mấy bữa bao nhiêu mình không biết, thấy để mấy bữa thì bao nhiêu đó mình không có coi, mà mình coi giá hôm nay là bán 13 đô một pound, tức là 13 đô nửa ký đó các bạn, thì 10 đô khoảng 200 ngàn, khoảng 260 ngàn nửa ký. Đúng quá. Ráng dắt, ráng dắt thôi. Thôi chà, thôi chà. Ngồi xuống, con ngồi xuống. Dắt, dắt đi. Dắt chanh rồi giống như là làm gì, dắt chanh người ta dắt nhẹ nhàng, dắt mạnh quá vậy. Nhìn giống như đang đi tập võ quá. Vân ngồi đây mới thấy Vân nè, ngồi xuống đó. Đó, hai đứa gái mình làm muối tiêu chanh kìa các bạn, thì hộp làm nè. Rồi được rồi, với cắt miếng khác. Nè, bắt miếng khác. Bắt nhẹ nhàng thôi, làm gì bóp dữ vậy. Lấy dao cắt. Đủ chưa? Chưa. Nó cái này lấy cho mẹ, để mẹ lấy kéo nè. Vi cầm đi, mẹ lấy kéo mẹ cắt vô xí xá đây đó, hai đứa con gái mà. Rồi bây giờ bắt đầu ăn thôi nha các bạn. Vâng, đủ rồi con. Đó, dẹp cái đồ xay tiêu này đi qua một bên rồi mình sẽ ăn thôi. Đó, con gái mình thích ăn cái càng. Vâng, thích ăn cái nào? Cái nào mình gửi cho cái càng hả? Cái dài này hả? Cái chân dài hả? Ngồi thẳng đi con, sao không bỏ bụng ra? Sợ xe nổ. Ngọt nổ đâu mà nổ, ngồi thẳng lên mẹ làm cho. Đâu có nổ đâu. Nè, nó dễ lắm. Nó cầm cái cầm nó đó. Nè, từ từ để mẹ gỡ đi. Nó ăn đi. Về thử nè. Thịt cua đó. Nè, về thử nè con. Ok. Ngồi vô, ngồi vô. Nè về. Xin mời các bạn nha. Rồi, bẻ cho đứa con gái mình ăn. Đó. Mẹ xớt muối qua đây cho Vân bị trắng này. Đó, thụt luôn rồi tí.
Con mò ra không mẹ vậy? Mẹ ăn ngon quá ta. Mẹ muốn bỏ mẹ cho con ngon. Để mẹ bỏ ra. Con cắn mẹ. Sợ nóng. Nó cay. Cay chứ. Con vặn tiêu nhiều quá làm chi cho nó cay. Ăn không thôi. Cái bàn này nó nhỏ, mấy mẹ con mình ngồi ở đây nó chặt. Đây của con đây. Quả wow, bẻ mất tiêu rồi. Này ba. Nè mẹ đút đi. Nè. Mình chấm ăn đi. Vì muốn ăn cái này nữa không? Ừ. Mẹ cắt đi. Cái này ngon quá hả? Ừ, cái càng nó ngon lắm các bạn. Thịt nó chắc ăn đâu mà né. Đó, Vi ăn đi. Nè, ngồi sát qua bên này. Này, Vi ăn đi nè. Cua này ăn nó lại thịt nó dai hơn cua hoàng đế các bạn. Hay là mình luộc á. Ngon quá. Mời các bạn nha. Đấy, sao mới chơi xin mời các bạn gì vậy? Mời trước. Đấy, chúng ta mời trước vậy gì? Con. Mời trước, lịch sự. Thật sự rồi. Tờ gứt á. Ăn phải mời. Má. Má bẻ cái tay ra hả? Bẻ cái này ra cho con hả? Đâu có văng đâu mà sợ. Nó đâu có làm văng đâu. Wow, cái này ngon nè. Má hao ô con kiên thịt của con gì vậy? Ừ, để nó lại em. Má. Hả? Má hao ô con kiên thịt của con gì vậy? Con chuột cống á. Chuột cống gì? Chuột lan cây chuột cống. Chuột ngang á hay sao? Con chuột. Má hao ô con chuột ngang vậy? Má đâu có biết đâu. Rồi. Nè các bạn. Rồi Vân ăn đi, để mẹ lấy cái khác cho chị Vy. Con cầm dễ ăn đi. Ok, con cầm dễ đi. Vy ha, lấy cho Vy cái nè. Ngon Vy. Cua này ăn ngon các bạn. Đó. Để em như vậy. Đó, biết lấy cua rồi các bạn ơi. Dễ. Rất là ngon nè các bạn. Xin mời các bạn nha. Ngon ha. Này, cho con đó ăn đi. Rồi, chấm đi đó. Ăn cái vỏ cua xong rồi để qua bên này. Biết bẻ rồi. Ngon ha. Ăn cua vô cho cao, mau cao ha. Vâng ha. Vì ăn cua vô cho nhanh cao. Lần đầu tiên ba mẹ con ngồi cái bàn chập chập vậy ăn. Tại ngồi cái bàn tròn thì nó xa quá. Mình quay mình nó ở xa cái ống kính quá, phải ngồi chặt vô đây vậy mà vui ấm. Trời bữa nay lạnh các bạn. Hồi nãy má, hử? Má bữa mới có dẫn đi ăn kem không? Muốn đi ăn kem hả? Dạ. Yeah. Ăn ở đâu? Chỗ kem dần phép dơ. Phép ma dơ hả? Ở chỗ đó bữa hôm ăn á hả? Dạ. Yeah. Okay. Hay do ai khuyên mất. Trời lạnh lại đòi đi ăn kem nữa các bạn. Má sao nhau trời nghỉ hè cho má không có nhắc vậy? Má đâu biết đâu có nhớ đâu. Nhớ. Vi cũng đâu có thích ăn đâu mà. Trời lạnh mới nhớ tới kem, biết sao nữa. Mẹ nói mày giống người kỳ vậy. Má không biết. Đó, lúc nào cũng đi ăn kem mùa đông. Wow. Cua ngon các bạn. Cua hôm nay mình chỉ hấp sơ thôi. Đó, hấp sơ. Đi ăn nữa không? Ngon mà. Wow. Đừng có đứt nha, đừng có đứt. Đó, ra nè.
Má cho bà ăn không? Ừ, để mà lấy nè. Rồi ra tới đây cái chỗ này nó nhỏ quá, nó đứng quá. Rồi lớn rồi đó. Wow. Má cho bà ăn nè. Cho con, mình cầm đi. Nó chấm nè. Vì ăn nữa không? Cái nhỏ này. Nó ăn một cái thôi. Cái bự đi ha. Cái bự này hả? Đâu có văng đâu mà sợ dữ vậy. Đâu văng đâu, bi cua này nhỏ mà. Má bẻ, má tập lấy cua đó. Cái đầu này. Này nó. Ok ha. Wow, biết lấy cua rồi các bạn ơi. Dễ mà ha. Đó, tách ra cái được nè. Chấm nước nè. Hôm nay ăn cua tí thì nhỏ hơn cua hoàng đế, nhưng mà cua tí nó cũng có cái vị ngọt lắm các bạn. Nó ngọt, nó ngon. Nó dai. Vân qua bên này nè. Vân núp bên đó đâu thấy Vân đâu. Ngồi đây với mẹ. Ngồi đây với mẹ. Vân giống ai vậy? Con ba hả? Đi giống ai? Không biết luôn hả? Ai đẻ Vân ra vậy? Mẹ. Mẹ đẻ Vân giống ai? Hả? Giống má hả? Hả? Chứ má còn ngọt má giống ai vậy? Vì thấy má giống ai? Chứ không biết. Nó phải ba con má không? Giống ngoại, giống bà ngoại đó. Má giống bà ngoại hả? Ừ. Bà ngoại của Vi đó. Ba no rồi hả? Mua dừa dừa về ăn vừa các bạn. Mua nhiều quá ăn no ăn không hết. Giờ này mình mua chắc 2 pound. Khi no là ăn nhanh nhẹ. Rồi. Ăn đi. Wow. Ăn sao lắm nha. Ăn chấm ăn đi. Mấy sao mấy sao rồi sao mới thấy trong đi trước cái sao cái nhà cái chữa hai chạy được vậy? Mình học thì làm được thôi chứ có gì đâu. Đi học đi, đi chỉ cho mẹ đi. Thôi chỉ không được chứ. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái càng này nha. Từ nãy về gỡ cho mấy đứa con ăn, giờ đến mình ăn được cái càng này ha. Đó, chấm muối tiêu chanh nha. Ông xã mình bữa nay ăn một lần cua bữa hôm đó ớn rồi các bạn. Ăn ở bàn xong rồi đi làm mình còn gỡ cua ra mình nấu cho đem đi làm nữa. Bây giờ ăn nhiều quá sợ rồi. Giờ đến mấy mẹ con mình ngồi ăn thôi. Còn đứa con trai mình thì bị dị ứng đồ biển, dị ứng tôm cua cá không ăn được. Muốn ăn này hả? Dạ. Này ngon quá ha. Đó, các bạn cái càng cua này nhìn hấp dẫn chưa? Đó. Nếu đó cầm không? Nè, con cầm ăn đi. Này chấm ăn đi. Rồi tiếp tục mình ăn thử cái này. Nãy đến giờ. Nãy tới càng cua vậy. Cái càng nó vậy đó. Cái nó sẽ chặt vô gì vậy? Nó để kẹp đó, nó kẹp thức ăn nó bỏ vô miệng đó. Rồi có ai đến gần nó bảo vệ nó đưa càng nó kẹp. Chán cá. Câu. Có đau không? Đau, kẹp đau lắm. Má xem nha. Má mới nấu rồi đấy, rồi kẹp không có đau hả? Nấu rồi nó đâu còn kẹp được nữa. Má vẫn thịt khoẹp không? Có ăn đi. Nó
mấy chừng đổ đó. Mấy mẹ con mình ăn có chút xíu là hết rồi. Thấy cua này ngon ngày mai ra mua nữa các bạn. Mua về nấu bánh canh cua ăn. Cua này chắc nấu bánh canh ăn hết sảy ha. Wow, cái miếng này ngon quá. Đó, xin mời các bạn nha. Đây, mình ăn thử nè. Rất là ngon. Cua này nó ngọt, dai. Ăn nó lâu ớn hơn là cua hoàng đế. Cua hoàng đế mình mới ăn mấy miếng là mình cảm thấy no rồi các bạn. Đó, cua này thì ăn nó nhẹ hơn. Cua tuyết. Lấy sao xương nó mềm vậy? Xương nó mềm, cua hoàng đế xương nó cứng hơn. Cua này chân nó nhỏ nên nó mềm. Muốn ăn nữa không? Muốn ăn cái này. Muốn ăn cái này hay cái này? Muốn ăn cái nào? Ăn cái nào mà bẻ cho. Đâu thấy cái bự. Cái bự này hả? Cái này nó hết rồi, còn có cái này nè, nó rỗng rồi, ở trong rỗng rồi. Nó lên được đây nè. Cái thịt này nè, ăn không? Nó đúng, đúng. Lấy cái này. Không chấm hả? Mày bẻ cho. Mình rất thích kéo cái cành cua mà nó ra hết như vậy đó. Đó. Nè, mini nhỏ nhỏ. Đó, con ngồi thẳng lên, ngồi thẳng lên ăn. Ngon. Mình mua về mình không có hấp lên các bạn, mình bỏ vô trong oven á, mình nướng, mình đổ vô chút xíu nước thôi. Rất là nhanh. Bỏ vô trong cái lò nướng đó. Nướng cho tí nước vô thôi. Nướng khoảng 20 phút và đem ra ăn. Ngon. Nó mới gỡ cái thịt này hơn, để mà ăn cái thịt này trong này. Ở trong này hả? Nó má gỡ ra. Giùm con. Cảm ơn má. Đó, ăn đi. Ăn đi, con ăn cái này nè. Đó. Ở trong này đâu có thịt đâu. Nè. Nhỏ tí à. Còn nữa không? Đó, ăn có chút xíu là xong rồi các bạn. Để coi cái này còn thịt không. Nè. Wow, nhỏ nhỏ này. Chút cái nha. Nè, mới bẻ nghe không? Nó bị bể hết nữa ở trong này nè. Nó còn cầm về được con chấm mà ăn. Con cắn cái nó rút thịt ra. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.